khoa học công nghệ thiên biến vạn hóa đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nền kinh tế tài chính toàn cầu. Chúng ta chứng kiến sự thối lui của tiền giấy, sự hưng khởi của thanh toán di động và tài sản kỹ thuật số mã hóa. Tài sản kỹ thuật số chính là chìa khóa của sự tự do tài chính, mang đến cho mỗi chúng ta một cơ hội gia tăng tài sản cá nhân. Đồng tiền điện tử mã hóa đầu tiên chính là Bitcoin, hệ thống thanh toán điện tử đầu tiên được phát triển thành công vào năm 2008. Nó đã khơi dậy những lý do có thể cho việc áp dụng tiền tệ kỹ thuật số và thúc đẩy thị trường trưởng thành nhanh chóng. Bitcoin đã đi từ 0,6 đô la Mỹ mỗi đồng lên đến 20.000 đô la Mỹ và nhanh chóng đạt giá trị thị trường vài tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Bitcoin đã trở thành triệu phú, tỷ phú trong một thời gian cực kỳ ngắn. Và một trong số nhà đầu tư trở nên giàu có đó là một thanh niên người Na Uy. Anh ấy đã đầu tư 26 đô la Mỹ và vài năm sau, khoản đầu tư nhỏ của anh tăng vọt lên 850.000 đô la Mỹ. Và ở thời kỳ Bitcoin mới đầu nổi lên, đối với những người được mời đầu tư nhưng đã từ chối mà nói đây là một bài học cực kỳ đắt giá. Và tài sản kỹ thuật số Bitnay là token blue chip trong thực sự đón đầu xu thế công nghệ blockchain, được hỗ trợ bởi thực thể kinh doanh trang trại ông hơn 40 năm kinh nghiệm và phát triển các dự án trò chơi di động blockchain làm nền tảng chính. Thông qua Bitnay Fan Club tiến hành mô hình kinh doanh với chiến lược độc đáo, hình thành nên một hệ sinh thái tuần hoàn tài chính hoàn thiện để tạo ra tài sản. Người dùng Bitnay thông qua hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số Bitnay để thực hiện giao dịch Bitnay Token, giao dịch đầu tư và thương mại điện tử giữa nhà cung cấp và khách hàng trong tương lai. Hệ sinh thái tài chính Bitnay sẽ liên kết với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, chứng khoán, nhà giao dịch chứng khoán và nhiều cơ quan dịch vụ tài chính khác, tạo dựng một hệ sinh thái tài chính cởi mở hơn, đồng thời tích hợp liên minh ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra nền tảng liên minh doanh nghiệp rộng lớn và hoàn thiện hơn, giúp mang lại nhiều ưu đãi thực tế cho nhà giao dịch và doanh nghiệp liên kết, giúp mang lại cho doanh nghiệp và xã hội nhiều tiện lợi hơn, giúp mang lại tài sản vô hạn cho cá nhân. Bitnay là không thể ngăn cản. Bạn đang đi trên con đường thành công. Đây là con đường giúp bạn làm giàu, là sự khởi đầu cho bước ngoặt của cuộc đời bạn. Bitnay Fan Club, I Love You, Win Win 9319.